chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô giáo cách dạy bài, quá trình văn học và phong cách văn học ở ngữ văn lớp 11 kỳ 1. Theo việc chúng ta áp dụng phương hướng học sinh làm chủ tiết học, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp tiến bộ, ví dụ như phương pháp trò chơi, thảo luận nhóm. Cụ thể, ở đây chúng ta sẽ triển khai theo hệ thống giản lý bài học, gồm có việc tiết 1 nói về quá trình văn học, tiết 2 nói về phong cách văn học. Tất cả những phần này, chúng ta sẽ cho học sinh chuẩn bị trước, cử một số em học sinh có khả năng thuyết trình và chỉ đạo lớp để các em sẽ chỉ đạo buổi học. Khi bước vào buổi học, chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là quá trình văn học, với phần 1 tìm hiểu về khái niệm quá trình văn học là gì. Ở đây ta sẽ cho học sinh một số những câu hỏi để các em suy nghĩ trước. Nhưng đồng thời chúng ta sẽ cử một bạn học sinh khá như lớp, ví dụ như là lớp trưởng. Em sẽ có nhiệm vụ là phát vấn câu hỏi cho các bạn, yêu cầu các bạn thảo luận trả lời và cuối cùng thì đưa ra đáp án. Câu hỏi đầu tiên, trong chương trình ngữ văn có những bài khái quát nào về văn học Việt Nam? Sau khi mà phát vấn, tức là bạn học sinh phát vấn rồi, thì bạn học sinh có thể đưa ra câu trả lời như sau. Ở trong chương trình ngữ văn, chúng ta đã học rất nhiều bài khái quát. Ví dụ như lớp 10 có bài tổng quan văn học Việt Nam, khái quát văn học dân gian Việt Nam, khái quát văn học trung đại. Lớp 11 chúng ta tìm hiểu tiếp khái quát văn học hiện đại. Và lớp 12 chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về phần văn học hiện đại này. Tiếp theo câu hỏi số 2. Trong các bài đó, soạn giả sách giáo khoa chú ý đến những phương diện nào? A. Tất cả. B. Chủ yếu chỉ là các thời kỳ văn học, tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Đáp án là các phương diện được đề cập đến chỉ là sự phân kỳ của văn học thành các giai đoạn thời kỳ, các tác phẩm tác giả tiêu biểu, các dòng và xu thế văn học tiêu biểu. Còn có nhiều yếu tố không được đề cập tới. Vậy những yếu tố không được đề cập tới là gì? Câu hỏi số 3. A. Người đọc và sự tiếp nhận văn học. B. Các hoạt động dịch thuật, xuất bản. C. Ảnh hưởng qua lại giữa văn học và các loại hình nghệ thuật. D. Tất cả A, B và C. Và đáp án ở đây là D. Tất cả A, B và C. Rất nhiều yếu tố đã không được đề cập tới. Như vậy ở đây, chúng ta sẽ khẳng định lại một lần nữa. Điều được quan tâm nghiên cứu trong các bài khái quát là bản thân sự vận động của nền văn học trong quá khứ, gọi là lịch sử văn học. Bên cạnh ấy, nền văn học còn có sự vận động với rất nhiều yếu tố khác, làm nên tổng thể đời sống văn học, và điều đó gọi là quá trình văn học. Như vậy là bạn học sinh mà thay mặt cô điều khiển lớp sẽ giúp cô sau khi các bạn học sinh trả lời câu hỏi thì tổng kết lại những vấn đề như vừa rồi. Và sau đó bạn sẽ đưa ra sơ đồ như trên màn hình. Quá trình văn học là sự tổng hợp của cả lịch sử văn học và toàn thể đời sống văn học. Từ đấy, giáo viên sẽ rút ra được khái niệm về quá trình văn học là gì. Quá trình văn học đó chính là sự phát triển toàn bộ đời sống văn học trong các thời kỳ lịch sử, được gọi là quá trình văn học. Và các thời kỳ bao gồm cổ đại, trung đại, cận đại, hiện đại, đương đại, nối tiếp nhau. Ví dụ như là ở văn học Việt Nam, hiện giờ chúng ta đang tìm hiểu văn học Việt Nam với hai thời kỳ chính là văn học trung đại và văn học hiện đại. Rồi, như vậy chúng ta rút ra, mỗi thời kỳ văn học sẽ gắn với hoàn cảnh lịch sử riêng, tồn tại, thay đổi, phát triển theo các thời kỳ lịch sử xã hội, chứ không phải là đất nước nào hay nền văn học nào cũng phải bắt buộc trải qua các thời kỳ từ cổ đại cho đến đương đại. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được phần 1 khái niệm về quá trình văn học. Từ đấy chúng ta sẽ giúp học sinh rút ra quy luật của quá trình văn học là gì. Phần này ở trên màn hình trình chiếu, giáo viên có thể đưa ra cho học sinh xem một số ví dụ về các quá trình này.
Sau đấy thì yêu cầu các em từ việc đọc ví dụ thì sẽ điền vào phần trống ở trên các ô ví dụ về quy luật của quá trình văn học. Cụ thể, để cho học sinh tìm hiểu một cách rõ ràng và đỡ mất thời gian hơn thì tôi sẽ cho học sinh tiến hành thảo luận nhóm. Các nhóm của tổ 1 sẽ tìm quy luật số 1, các nhóm của tổ 2 sẽ tìm quy luật số 2 và các nhóm của tổ 3, 4 sẽ tìm quy luật số 3, 4. Số 3, xin lỗi. Sau khi học sinh thảo luận, chỉ ra đáp án xong thì giáo viên sẽ chỉ ra các quy luật này. Cụ thể, quy luật thứ nhất là văn học phải gắn bó với đời sống. Thứ hai, văn học phát triển trong sự kế thừa và cách tân. Và thứ ba, văn học tồn tại, vận động trong sự bảo lưu và tiếp biến. Tiếp theo, chúng ta sẽ học giúp học sinh tìm hiểu đến phần 2 nhỏ, trào lưu văn học. Như trên màn hình thì trào lưu văn học chính là một phần ở trong quá trình văn học. Từ đấy thì chúng ta cũng sẽ đưa cho học sinh xem sơ đồ như trên bảng. Đây là phần mà các thầy cô lên đưa ra trước. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta đưa luôn cái mục trào lưu văn học thì học sinh sẽ khó hiểu. Do vậy, cách giảng của tôi sẽ là đưa cho học sinh sơ đồ về trào lưu văn học ở Việt Nam. Cái này thì các em đã được học trong chương trình của lớp 11 rồi. Các em đã được biết đến những trào lưu, ví dụ như là trào lưu văn học lãng mạn, hiện thực phê phán hay là văn học cách mạng, thì các em dễ dàng từ việc nhớ những trào lưu ấy mà rút ra được khái niệm về trào lưu văn học. Và ở đây, để cho học sinh làm việc theo nhóm, tôi cũng yêu cầu các nhóm của tổ 1 sẽ tìm trào lưu số 1, trào lưu số 1 ở trên màn hình với phong trào thơ mới với nhóm tự lực công đoàn. Tiếp theo, tổ thứ 2 sẽ tìm trào lưu số 2 với những tác giả tiêu biểu như Vũ Trọng Phụ, Nam Cao. Và nhóm mà ở tổ 3, 4 sẽ tìm trào lưu số 3 với những tác giả tiêu biểu như Hồ Chí Minh, Xuân Diệu, Phía Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, vân vân. Sau khi tất cả các nhóm đã tìm ra được đáp án thì tôi sẽ nêu đáp án cụ thể. Cụ thể, ở văn học Việt Nam xuất hiện từ những năm 30 có trào lưu lãng mạn rất nổi bật. Thứ hai, song song với nó là trào lưu văn học hiện thực phê phán. Và cuối cùng, trào lưu số 3, đấy là trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa. Nó xuất hiện trong thời gian đầu những năm 30 với những tác phẩm cách mạng của các nhà thơ, nhà văn, chiến sĩ ở trong tù. Sau đấy thì, theo quá trình phát triển của văn học Việt Nam, thì các tác phẩm này ngày càng phát triển hơn, nói về hiện thực xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trên màn hình, giáo viên có thể trình chiếu cho học sinh xem một số chân dung của các nhà văn, nhà thơ của các trào lưu. Ví dụ đây là trào lưu hiện thực phê phán, đây là trào lưu của văn học lãng mạn, và đây là chân dung các nhà thơ thuộc văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Và từ việc trình chiếu chân dung của các nhà thơ này thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi vào một phần thảo luận nhóm tiếp theo. Và phần thảo luận nhóm này có một đặc điểm là nó sẽ được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các tổ trưởng. Cụ thể, tổ trưởng các tổ cho tổ viên thảo luận câu hỏi và ghi đáp án ngắn gọn lên trên bảng. Tổ 1, học sinh sẽ phải thảo luận câu hỏi: các tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu hiện thực phê phán có điểm nào giống về tư tưởng và cách miêu tả hiện thực? Tổ số 2 thảo luận: các tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu lãng mạn có điểm nào giống nhau về tư tưởng và cách miêu tả hiện thực? Tổ số 3 và 4 sẽ thảo luận: các tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa có điểm nào giống nhau về tư tưởng và cách miêu tả hiện thực? Chúng ta sẽ cho học sinh thảo luận trong vòng khoảng độ tầm 3 phút. Và thời gian ghi lên bảng cũng chỉ chiếm khoảng độ tầm 2 phút thôi. Như vậy thì thời gian thảo luận và tiến hành ghi lên bảng khoảng độ tầm 5 phút. Sau đấy thì giáo viên sẽ tổng hợp lại những nét chính, đánh giá ý kiến của học sinh, đồng thời đưa ra đáp án. Các tác phẩm của nhà thơ, nhà văn thuộc trào lưu hiện thực phê phán sẽ có điểm chung là phơi bày những thực trạng bất công, thối nát của xã hội đương thời, phản ánh tình hình
thống khổ của tầng lớp nhân dân bị áp bức với thái độ cảm thông sâu sắc. Tiếp theo, trào lưu lãng mạn thể hiện điểm giống vì đó là tiếng nói cá nhân đầy cảm xúc, khẳng định cái tôi cá nhân, quan tâm đến số phận cá nhân và những quan hệ riêng tư. Và những tác phẩm này thường chú ý đến việc diễn tả cảm xúc mạnh mẽ, có phần thức tỉnh ý thức cá nhân, đấu tranh chống luân lý, giải phóng con người cá nhân. Thứ ba là các tác phẩm thuộc trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa thì coi thơ văn là vũ khí sắc bén chiến đấu chống lại kẻ thù, là phương tiện để truyền bá tư tưởng yêu nước cách mạng, nói lên khát vọng độc lập, đấu tranh giải phóng dân tộc. Vậy từ đấy thì chúng ta sẽ yêu cầu học sinh nêu khái niệm trào lưu văn học là gì. Cụ thể, trào lưu văn học là một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời mất đi trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Nhưng những trào lưu này thì nó là một phong trào sáng tác tập hợp những tác giả tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng tư tưởng, tạo thành một dòng sông rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học. Tức là nó là một hiện tượng có tính nhất thời nhưng nó đánh dấu đặc điểm trong cái quá trình văn học ấy. Đã nhắc đến một cái thời kỳ văn học là không thể không nhắc tới những trào lưu văn học. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ giúp học sinh tìm hiểu đến phần tiếp theo là các trào lưu văn học thế giới có gì đặc biệt. Phần này các em sẽ làm việc với việc làm thứ nhất phải đọc sách giáo khoa Gạch Chân Tên Trào Lưu. Sau đấy thì học sinh sẽ làm một cuộc thi nhỏ thi liệt kê các trào lưu. Cụ thể ở đây giáo viên sẽ có một phần trình chiếu về các trào lưu này. Khi mà các cao tổ đưa ra được đúng tên của trào lưu theo đúng trình tự thời gian thì giáo viên sẽ trình chiếu để học sinh thấy được các trào lưu đó cụ thể là gì. Trào lưu văn học thời phục hưng này, cổ điển này, trào lưu văn học lãng mạn này, văn học hiện thực phê phán này, sau đó thì có gì đây, trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa, rồi văn học của thời kỳ đương đại tiếp theo thì có chủ nghĩa siêu thực, hiện thực huyền ảo này, có chủ nghĩa hiện sinh nữa. Đấy là các trào lưu văn học nổi bật mà đã được nghiên cứu đưa vào trong sách giáo khoa. Ở đây để giúp học sinh hiểu hơn về các trào lưu này thì giáo viên sẽ chỉ chiếu lên màn hình một số những tác giả tác phẩm tiêu biểu. Ví dụ như là ở đây chúng ta thấy là trên màn hình có hình ảnh của Molière, một nhà viết kịch Pháp, người đại diện tiêu biểu cho chủ nghĩa cổ điển. Thứ hai là Shakespeare, một đại diện của văn học thời phục hưng với tác phẩm Romeo và Juliet. Học sinh có thể là tóm tắt được Romeo và Juliet. Thế nhưng mà về tác phẩm đã học tiện thì giáo viên lên có một cái phần nhỏ giới thiệu cho các em. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể sẽ tóm tắt lại vở kịch Lão Hạt Tiện. Vở kịch này được công chiếu vào ngày 9 tháng 9 năm 1668 và nó kể về một cái tên nhà giàu quá vợ tên là Harpagon. Lão ta rất là tham tiền và làm đủ mọi thứ để có thể có được tiền. Cho đến cuối cùng thì tính hám vàng vẫn nguyên, tính hám vàng vẫn còn vẹn nguyên trong cái chắp tiền, không có gì có thể thay đổi được sự tham lam về mặt thực chất, bản chất hám tiền của lão Harpagon này. Nên giáo viên có thể tìm nhiều tư liệu để giới thiệu cho học sinh về vở kịch này. Đây là một vở kịch rất hay. Thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh thêm một số các tác giả và tác phẩm tiêu biểu của chủ nghĩa hiện thực phê phán. Tiêu biểu ở đây là Băng Lắc với cả tác phẩm Lão Golios. Tác phẩm này thì học sinh cũng đã được biết rồi, có thể cho học sinh tóm tắt lại. Tiếp theo là chúng ta đến với Hugo của chủ nghĩa lãng mạn trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ. Về mặt chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thể lấy ra một đại diện tiêu biểu chính là nhà văn Maxim Gorky của mình nha. Và ở đây vì học sinh cũng chưa có được tiếp xúc với những tác phẩm của Maxim Gorky nên giáo viên có thể là đưa ra cho học sinh một tác phẩm truyện ngắn, ví dụ như bài ca chim báo gạo của Maxim Gorky để học sinh hiểu hơn về phong cách này. Trên màn hình chính là
hình ảnh, toàn bộ văn bản bài ca Chim báo bão, tác phẩm rất hay. Tiếp theo, chúng ta có thể giới thiệu cho học sinh về trào lưu siêu thực với đại diện là André Breton từ Pháp. Đây là một bài thơ theo chủ nghĩa siêu thực của tác giả André Breton. Mãi mãi là lần đầu, tôi chỉ mới quen em bằng thị lực. Vào thời khắc nào đó của đêm, em trở về ngôi nhà trong tầm ngắm cửa sổ tôi. Những bài thơ rất là êm ái, nhưng hình ảnh thì lại mang cái chất siêu thực, có rất nhiều những liên tưởng lạ. Tiếp theo, chủ nghĩa mà nhiều bạn học sinh chưa biết, đấy chính là chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với đại diện là García Márquez, người đã được giải Nobel văn học cho tác phẩm Trăm năm cô đơn. Chúng ta có thể là dành thời gian tóm tắt thêm một chút về Trăm năm cô đơn cũng được. Ví dụ như trên màn hình đây là một bản tóm tắt về tác phẩm Trăm năm cô đơn. Từ đấy thì giáo viên chỉ ra cho học sinh xem là tính chất huyền ảo hiện ở đâu. Tiếp theo và cũng là cuối cùng, đấy là chủ nghĩa hiện sinh, đại diện là Albert Camus với tác phẩm Người xa lạ. Tác phẩm Người xa lạ là một tác phẩm nói về người đàn ông bị tâm thần, bị tống giam vì tội giết người, chứng tỏ là tác phẩm này đã thể hiện rõ được hiện thực xã hội. Nhìn cái hiện thực ở đấy nó ghê gớm hơn rất nhiều so với cả hiện thực phê phán bình thường chúng ta thấy. Rồi từ đấy thì giáo viên có thể để cho học sinh làm phần luyện tập để các em nắm rõ hơn được về các trào lưu văn học. Ở đây bài tập đưa ra chính là bài tập số 1 trong trang 183, nhận xét sự khác biệt về đặc trưng của văn học lãng mạn và văn học hiện thực phê phán qua hai chuyện ngắn Chuyện chữ người tù tù và Hạnh phúc một tăng gia. Ở đây chúng ta sẽ để cho học sinh làm việc theo phương thức thảo luận nhóm thì hay hơn. Cụ thể thì chia nhóm 1 là làm việc với việc nêu ra những nét đặc trưng của văn học lãng mạn qua chữ người tù tù. Nhóm 2 nêu những đặc trưng của văn học hiện thực phê phán qua đoạn trích Hạnh phúc của một tăng gia. Học sinh sẽ làm việc sau đó đưa ra đáp án như là trên bảng. Tiếp theo trong tiết số 2, chúng ta sẽ giúp học sinh đi tìm hiểu phong cách văn học là gì. Ở đây giáo viên có thể nêu ra ví dụ về phong cách văn học qua việc nói về phong cách riêng của các nhà thơ khi viết về tình yêu. Mỗi người có một cái phong cách rất là riêng, không ai trộn lẫn với ai khi viết về tình yêu cả. Để rồi từ đấy chúng ta sẽ cho lớp chơi một trò chơi rất đơn giản, đấy là tìm tác giả và phong cách. Lớp sẽ phân thành hai nhóm, mỗi nhóm nêu tên hai tác giả để nhóm kia đoán phong cách. Đồng thời mỗi nhóm sẽ nêu ra hai phong cách để nhóm kia đoán tên tác giả. Lớp chúng ta sẽ chơi trò chơi này trong khoảng tầm 5 phút. Sau khi tất cả các nhóm đã ghi được đáp án lên bảng thì giáo viên sẽ là người đánh giá lại xem là cái phần trình bày đã đầy đủ chưa. Nhưng mà để đánh giá nhóm nào là nhóm chiến thắng thì chúng ta sẽ phải dựa vào ý kiến của các nhóm. Ví dụ nhóm A đã nêu tên ra tố hữu, nhóm B chỉ ra phong cách của tố hữu thì chúng ta sẽ để cho chính nhóm A đánh giá xem nhóm B đã trình bày được chưa. Cái điều này đấy chính là một cái sự đổi mới trong phương pháp dạy học văn, các thầy cô lên để chính học sinh đánh giá hơn là bản thân mình. Từ đấy thì chúng ta sẽ giúp học sinh chỉ ra phong cách nghệ thuật là gì, các em sẽ đọc cái dấu khoa gạch những ý chí. Từ đấy thì giáo viên sẽ chốt lại phong cách văn học chính là sự độc đáo riêng biệt của nghệ sĩ biểu hiện trong tác phẩm của họ, và phong cách văn học nảy sinh do cuộc sống và văn học đòi hỏi những cái mới. Phong cách văn học vì thế cũng sẽ in đậm cả dấu ấn dân tộc và dấu ấn thời đại nữa. Từ đấy thì chúng ta cho học sinh chỉ ra những biểu hiện của phong cách văn học là gì. Các em sẽ chủ yếu là làm việc với việc là gạch sách giáo khoa thôi. Và từ đấy thì giáo viên sẽ lấy thêm một số ví dụ để làm rõ. Ví dụ biểu hiện của phong cách văn học đầu tiên là ở cách nhìn nhận, cảm thụ có tính khám phá ở giọng điệu riêng biệt của tác giả. Và ở đây giáo viên có thể lấy ví dụ là Thạch Lam thì luôn luôn có một chất giọng điềm tĩnh, sâu lắng, trong sáng.
Vũ Trọng Phụng thì ngược lại có giọng mỉa mai châm biếm rất sắc sảo. Nam Cao thì giọng vô cùng giàu triết lý. Thứ hai, phong cách văn học biểu hiện ở sự sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung của tác phẩm. Ví dụ Thạch Lam thì luôn thích hướng ngòi bút của mình đến những người nhỏ bé trong xã hội. Vũ Trọng Phụng thì chú ý tới những góc khuất của xã hội. Còn Nam Cao thì hướng ngòi bút tới những bi kịch tinh thần của con người. Hoặc là khi viết về tình yêu chẳng hạn, thì Xuân Quỳnh luôn cồn cào ra viết, còn Phan Thị Thanh Nhàn thì dịu dàng. Tiếp theo, biểu hiện tiếp theo là ở thể phong cách văn học biểu hiện ở phương thức biểu hiện. Ví dụ như là sử dụng ngôn ngữ, tổ chức kết cấu, cách kể chuyện, miêu tả ngoại hình, miêu tả nội tâm, vân vân. Ví dụ như Nguyễn Xuân thì ông luôn có câu văn minh hoạt, không theo khuôn mẫu. Kim Lân thì lại khắc họa nhân vật giàu tính tạo hình. Còn Thạch Lam thì văn rất giàu chất thơ và có tài miêu tả nội tâm nhân vật. Tiếp theo nữa, phong cách văn học biểu hiện ở sự thống nhất, sự cốt lõi. Thế nhưng mà khi triển khai, khi viết những tác phẩm thì các nhà văn có thể thể hiện phong cách ấy đa dạng và đổi mới hơn. Ví dụ như Nguyễn Trãi, trong Đại cáo Bình Ngô, Quân Chu từ Mỹ tập thì giọng văn cùng rất là hào hùng, đanh thép. Như trong Quốc Âm Thi tập thì giọng văn u hoài, trầm lắng. Hồ Chí Minh cũng vậy. Hồ Chí Minh là một ví dụ tiêu biểu về phong cách đa dạng. Trong Truyện Ký thì lối viết rất hiện đại. Trong thơ chữ Hán thì lại giàu cốt cách phương Đông. Còn thơ tiếng Việt thì đậm cốt cách dân gian. Cuối cùng là phong cách biểu hiện ở việc là dù tác giả có viết gì, thế nhưng luôn luôn phải để cho tác phẩm của mình giàu tính chất thẩm mỹ, giàu tính nghệ thuật. Ví dụ như ở đây, Nguyễn Xuân, ông có viết rất nhiều điều lạ, nhưng mà chúng ta hãy cảm thấy là trong cái cảm nhận của ông về cuộc sống luôn luôn để lại cho chúng ta cảm thấy được cái đẹp của cuộc sống này, cái đẹp từ con người cho đến cái đẹp của từ ngữ, ngôn ngữ. Đây là hình ảnh của Nguyễn Xuân. Rồi, như vậy là từ đấy chúng ta có thể đưa phim đến phần cuối cùng là tổng kết lại. Vậy thưa các thầy cô, vừa rồi là tôi vừa chia sẻ với các thầy cô cách dạy bài này theo việc là áp dụng rất nhiều các phương pháp mới, và đồng thời đặc biệt là chúng ta để cho học sinh được làm chủ trong tiết học, cho học sinh không phải là thuyết trình nữa mà để cho học sinh điều khiển hoạt động của các bạn trong lớp. Tôi hy vọng là với tiết học này, các thầy cô sẽ biến một bài lý luận văn học vốn rất khô khan trở nên hấp dẫn hơn. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô.